Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Chess Hero nha. Hôm nay chơi chế độ duo chán rồi, thì thôi mình giờ quay lại chế độ solo thôi. Cái chế độ duo thì nó cảm giác như là nó nhanh quá. Nó cái trận đấu nó buộc khỏi tay cũng nhanh mà nó đến chiến thắng đến cũng nhanh, nó cảm thấy mình nó bị mất đi cái sự hấp dẫn đáng vốn có của cái game này. Nó mình phải tự gánh thôi, vậy nó mới hay. Mình mới lấy được con ngựa, nhìn đào ngựa đỏ, nhìn để lên cái bàn cờ màu trắng, nhìn phê vải hồn. Ok, bây giờ mình sẽ chơi solo, lấy kẻ săn mồi vậy. Hôm nay cũng có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm cái game này mà về bộ bộ Sin Saker, đó là cái bộ tướng pháo vòng vây đó. Cho nên là mình cũng cố gắng để làm cho bạn coi thử như thế nào. Mấy giai đoạn đầu này thì không có gì để đáng bàn cãi rồi. Sắp tới thì cũng có một cái giải Season 3. Sắp tới thì cũng có giải Season 3 nhưng mà đa phần là mình sẽ không tham gia được cái giải đó rồi. Tại vì mình còn phải bận rất là nhiều việc. Tại sắp tới công ty của mình thì đang có một cái dự án cũng tạm gọi là nó rất là bận rộn. Cho nên là mình có thể là bị làm kiểu giống như là làm khuya đó. Anh em làm rất là khuya, cho nên là mình thấy anh em làm thì đâu có thể nào bỏ về được đúng không? Cho nên là mình chắc là mình nhường lại cái Lost Card cho những người khác, những người caster khác thôi. Chứ thật sự là mình cũng muốn tham gia lắm nhưng mà vướng vào cái này thì khó. Nói chung cũng khó lắm, tại vì mình cũng làm lâu năm đó. Cho nên là bây giờ mình bỏ về thì cũng hơi kỳ. Cho nên là thôi, mình nói với ban tổ chức là chắc là mình không tham gia cái giải Season 3 đó rồi. Chứ còn mà cũng muốn tham gia lắm nhưng mà nó hơi kẹt cái vấn đề đó, thời gian một chút. Kẻ săn mồi tiếp tục. Ôi, kẻ mấy cái bộ mà Blaster này mà cộng với mấy cái bộ chim săn mồi thì cũng ngon lắm à. Cũng ngon lắm, mấy móc này kết hợp với bộ chim săn mồi cũng thuộc dạng là nhân phẩm cao đó. Nhưng mà để coi nó cho ra cái gì thì mới được. Sợ là không lên được luôn chứ nói gì. Này dễ rồi, này không có gì, mấy rau quái này thì không có cái gì để đáng bàn cãi, chủ yếu lượm đồ. Mà đồ ở trong game này nó quyết định rất là nhiều à. Đồ trong game quyết định rất là nhiều thứ luôn. Giống như đang rao thứ mấy không biết mà lượm được món đồ tím là thấy sức mạnh tăng lên 10%. Nhẹ nhàng. Ở trong game này mình thấy có một ông Việt Nam chính. Rồi có một, hình như có một hai ông Việt Nam gì nữa đó. Rồi mình có thấy có một hai ông Việt Nam gì nữa đang có trong cái game này nữa nè. Mà không biết phải không. Chưa thấy ai có nói gì hết. Mình có hai máy móc rồi, nó sẽ hồi máu. Máy móc giờ nó làm thì hiện cái hiệu ứng lên nhìn đẹp, hai cái bánh răng nó nhìn cái hiệu ứng hồi máu nhìn khá là ngầu luôn. Mà nói chung bộ mech bây giờ dễ kiếm lắm, bỏ hai con mech vô là nó có một bộ rồi, thì nói chung cũng không phải cần gì. Thằng này thì chắc chắn là nó thua mình rồi, nó không thể nào thắng được mình rồi, chắc chắn luôn. Tám mươi máu lúc đầu này, chút nữa mà nếu mà rau sau mở được một con kẻ săn mồi nữa thì chắc là đưa lên được kẻ săn mồi 2 thì có nguy cơ là sẽ giữ được top, chứ còn không là hơi khó khăn đấy. Không cái gì ba bit ở đây nữa, cha ơi, vậy là sao đây, sao chơi này chắc up 5 luôn. Bây giờ bốn không có con bỏ vào này, năm bỏ con gì vào không giờ. Bỏ này vào đi, giữ tiền luôn, giữ 10 tiền luôn, coi như là nếu mà thua thì coi như eco sớm cũng được. Eco sớm lên 50 tiền sớm thôi. Mình có 3 mét ở đây nhưng mà nó cũng tính có 2 thôi, tại vì ba con này nó trùng nhau mà thua rồi khó lắm. Mình chưa có con nào lên 2, còn nó lượng đam tơ sở hàng sau mạnh thật khó. Nhưng không sao, bình tĩnh, dù gì mình cũng win à. Mình nói rồi, mình chơi game dễ lắm, mỗi ngày mình chơi một trận à, chắc chắn top 1 luôn. Hồi thằng đó nó có cái con đẹp ha, cái con mặc áo giáp màu trắng trắng, nhìn ngầu ha.
nhìn ngầu. Mình chơi game dễ lắm, mà không biết mấy bạn chơi game sao chứ ngày nào mình chơi cũng được top 1 hết. Hai con cu bay, lấy hai con cu bay này. Rồi lấy hai con cu bay lên khỏe liền nha, lấy con này ra để con cu bay vào đó, ép sát vô gốc. Bây giờ là lỡ eco rồi, eco luôn, bây giờ thua cũng được, bây giờ thua mất bao nhiêu máu cũng chịu á, thoải mái đi. Bây giờ mình để những cái món đồ nhẹ nhẹ vào trước. À này bốn con là coi chừng nó thua mình ha ha. Chết rồi, cua bay giật này nhưng mà thua rồi, khó quá ta. Sao ở trên hàng nó có hai con vệ binh thôi mà nó khỏe dữ vậy? Ôi, hàng trước nó có hai con vệ binh thôi mà khỏe kinh. Rồi không giết được con đó luôn, không giết được con kim chữ luôn, làm mất hai máu. Ở kệ vậy cũng được, mất hai máu thôi mà được cái chuỗi thua, vậy cũng thú vị lắm mà. Một con chim này trước cái đã, rồi mình để im đó luôn, mình đừng làm gì hết. Eco luôn mà, eco tới chết. Chiến thuật này chiến thuật eco mà, eco mất máu lúc đầu mình có thể chấp nhận mất còn 40 máu hoặc là 50 máu để mình lấy 50 tiền. Còn không là mình phải có một cái sự tính toán ở trong cái lối chơi. Nếu mình muốn roi sớm, roi sớm thì phải hiệu quả nha, roi là phải hiệu quả, đó là phải đòi hỏi nhân phẩm cao nha. Chứ còn mà eco mà chưa được 50 tiền mà roi á thì nó hơi fail. Nhưng không sao, mình đang eco mà, mình cứ thua thôi. Mình đòi hỏi nhân phẩm cao một chút. Trời ơi, không giết được con đó, làm mất 3 máu luôn. 4 máu hả? À, cái con gấu. Gấu 2. Ba thua liên tiếp rồi đó, là có 1 tiền à. Cu bay 2 sao? Được. Cú bay 2 sao để im nó, tiếp tục eco luôn. Không thắng nổi đâu, chắc là thua đó, không thắng nổi đâu. Mình thua mình chấp nhận mất máu mà. Để coi cái chiến thuật này là cái chiến thuật gọi là eco lúc đầu nè. Tất cả những cái game mà auto chess này, cái chiến thuật này được rất là nhiều người áp dụng luôn. Nhưng mà mình không phải là một cái con người có chủ nghĩa eco lúc đầu này. Bây giờ mình làm cho bạn xem chơi thôi chứ mình thật sự là mình không muốn eco lúc đầu chút xíu nào. Mình thích là kiểu giống như là nửa thắng nửa thua, nhưng mà mình có những cái con mà mình muốn. Mình thấy, trời ơi, giật xét không chết được con cười ghẻ gọi bảo, dở thiệt. Giật chết được con đó là ngon rồi. 5 máu, 4 trận thua liên tiếp rồi, chắc được 2 tiền à. 2 tiền cái loot trick à, cái chuỗi thua à. Như vậy cũng giống như win trick thôi, chủ yếu là mình bán máu lúc đầu thôi. 4 mới có 1 tiền, 5 mới là được 2 tiền hả? Lấy cua bay. I heard you have a problem. I heard you have a problem. Rao sau là mình có 30 tiền à. Vòng thứ 10 mình có 30 tiền. 30 tiền à. Việt Nam 9, Việt Nam dữ à, này 6 con rồi nè. Không biết sao mà nó để vô trong đội hình nó được 6 con rồi nè, up cấp hết chăng. Up cấp giai đoạn đầu này hả, mà bỏ một con, mấy con một sao vậy đó hả. Hay nhỉ, thú vị á. Đúng vậy rồi, giật chết con 2 sao rồi, đỡ mất máu rồi. 3 máu thôi, nhẹ nhàng. Level 5 mình bỏ một con kẻ săn mồi vào đi. Để coi rau sau nó có bán con kẻ săn mồi không, up kẻ săn mồi 2 chứ sao mà nãy giờ chưa up được kẻ săn mồi 2 đây. Bây giờ chừng nào mới up được, mình 62 máu rồi. Còn nhiều chán, chưa gì phải vội hết. Ồ, mấy lần đá, được. Đó, 3 mét rồi. Được, cũng được, tạm ổn đi. Nhưng mà chưa nâng được con nào 2 sao ngoài của Kubay hết. Dơi cũng chưa được luôn. Tất cả mọi con đều có rồi, nhưng mà thiếu một mảnh. Nó đang làm khó mình, nhưng mà không sao. Eco tiếp, tao thua tiếp đó rồi sao? Thua mất bao nhiêu máu cũng được. Trời ơi, cái này giết không được con đầu luôn.
được một con cũng được. Mấy lần đá nó cho mỗi thứ hai con xong rồi nó để im đó luôn. Này giờ rồi chắc giờ là một là để im, hai là rồi đây. Bây giờ mình phải quyết định trong cái giờ khắc này nè. Bây giờ mình đã có 36 tiền. Khó đấy, nhưng mà từ từ nha, để mình coi coi cái rau sao. Chết rồi, cái rau này win rồi. Thằng này thằng gì đây, sao mày làm mất cái chuỗi chuỗi win chuỗi thua của tao rồi? Nó đẩy bốn con một một sao vô, thằng này eco còn ghê hơn mình nữa. Nó eco xong nó hại mình luôn, thằng mất cái chuỗi thua của mình rồi. Chà, ngay cái thằng yếu này đau thật. Mình sợ mình gặp mấy mạnh mình mất nhiều máu quá mình mới để năm con vô, ai về gặp trúng cái thằng yếu xìu này bó tay luôn. Thằng này nó dữ dằn hơn mình nữa, nó quyết định là nó eco tới chết luôn. Mà rao sau 50 tiền mà từ từ nha. Khoan, để mình coi cái trận đấu, cái nhịp điệu, nhịp độ của trận đấu này nó đi tới đâu rồi mình mới xoay chuyển theo cái nó mới được chứ. Từ từ nha. Thằng này nó hại mình mất cái chuỗi thua rồi, bây giờ mình chỉ có con đường là phải lấy chuỗi thắng thôi. Nhưng mà bây giờ mình còn một round nữa mình sẽ lên 50 tiền. Nhưng mà lấy cái chuỗi thắng gặp cái thằng này thì hơi khó nha. Nhưng mà có thể hạ được một con của nó cũng được rồi. Hai con. Mất cái chuỗi thua là làm mình thay đổi cái kế hoạch của mình luôn. Nhưng mà không, giết cái con một ít máu đi kìa. Không đánh con ít máu, đánh con nhiều máu làm cái gì không biết nữa hà. Hồi 6 máu. Rồi thằng kia nó chơi tới chết luôn, nó 38 máu rồi kìa, nó có comeback là nổi không đây? Mình có 50 tiền rồi nè. 52 tiền. Rồi bây giờ bắt đầu à. Đó, à, mua 2 tiền được nè. Mua kẻ gọi bảo nè, một kẻ gọi bảo để mình lấy cái bộ Raken để mình lấy cái hồi mana cho con Kubay. Raken hợp lý, lấy con dơi ra, sẽ chờ dơi lên được 2 sao rồi mới để vào. Trời ơi, nó giờ không hề chết được cái con kẻ gọi và kẻ tạo bão đó nha. Cái con đó mà cái con gì mà sao máu nó trâu dữ vậy, giật một bay 2 sao giật một cái anh tiêu mà nó không chết. Win nè, được, tốt lắm, vẫn còn chấp nhận được chưa sao. Nhưng mà bây giờ từ round sau mình phải roll liên tục để mình có cái độ mà nâng cấp được á. Trời ơi, bây giờ mình còn rất là nhiều con mình có thể nâng 2 sao nhưng mình chưa nâng được rồi. Ba con máy móc này, trời ơi, cái gì vậy anh ơi, anh làm ơn cho tôi cái gì nó bài nó ngon ngon kể rồi bảo được luôn. Rồi cái nữa rồi sao, mua cu bay luôn. Hay à, căng nha, hơi căng đó. Nếu mà cứ như vậy thì mình sẽ còn phải mất máu hơi nhiều nữa. Thằng này còn 29 máu này, nó comeback nổi hôm nay trời. Mày hại tao mất cái chuỗi thua rồi giờ mày không comeback nổi luôn hả? Mày đùa tao chăng? Đừng như vậy nào. Chúng ta phải kết hợp với nhau. Trời ơi, con bạn thua tan tác luôn. Gặp thằng ghét bác này. Khó khó thiệt. Ồ, cái này 15 máu rồi, không ổn rồi. Như vậy hơi yếu rồi. Ồ, 9 máu rồi hả? Chết nhiều vậy mà nó còn nhiều vậy mà mình có 9 máu thôi. 9 máu thì sao? Mình vẫn tiếp tục được. Trời, thằng đó nó cũng mất 9 máu, nó còn có 20 máu rồi. Mình eco lúc đầu là mình eco mà gặp cái thằng đó nó phá mình. Không sao, các bạn cứ yên tâm, mình chắc chắn sẽ combat được. Cứ tin tưởng vào kỹ năng của mình, tin tưởng vào kỹ năng của mình đi, mình sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Cấp cấp một cái, mình để một con này vào đi, chứ dơi giờ không thành vấn đề nữa rồi. Mà dơi thì vô cũng không có cái bộ gì gọi là, nếu up được dơi 2 thì còn nghe được, chứ còn không thì hơi khó nha. Trời ơi, Sunfire, mua Sunfire cái. Mua Sunfire để làm 2 chim nha. Nguy cấp đấy.
nhưng mà cái với cái bộ này chắc không thua quái đâu, không thua quái được. Thắng quái chứ. Ôi thua quái luôn hả? What the hell? Ôi áo tròn chính nghĩa. Round thứ 15 rất là tím. Dữ. Nhân phẩm cao đấy. Coi như mất 6 máu được, cái món đầu tím cũng được tạm. Áo tròn chính nghĩa này mình sẽ cho Godzilla. Nhờ áo tròn chính nghĩa này thì nó cộng giáp với lại sát thương tối đa. Mà nó còn... Ui! Được! Tàu tuần dương luôn! Được! Lấy con dơi ra để tàu tuần dương vô lấy bộ pháo vòng quay nè. Đó! Bây giờ dơi với chim hơi khó nha. Mà cái dàn tăng của mình đó, tại nó yếu quá thôi, chứ bây giờ mà cái dàn tăng của mình nó lên cấp cao cao một chút thì cái bộ ngon hơn. Mình còn 37 máu. Vẫn thôi, combat được thôi, bạn cứ yên tâm. Tin tưởng mình đi, để lại cho mình một like đi. Rồi bạn mình sẽ cho các bạn xem cái kỹ năng của mình như thế nào. Răng không quan trọng nha, răng không quan trọng, chủ yếu là cái kỹ năng và cái khoa học của cái game nó như thế nào. Trời ơi, nhẹ nhàng, quý nhẹ nhàng. Trời ơi, được. Yên tâm. Mình lại cái này cho Godzilla thôi. Nó sẽ cộng giáp chứ lại sát thương cho cái con mà ở gần kế bên con Godzilla. Nó hay là hay như vậy. À, rồi thôi chứ gì đâu bạn, mình nhiều tiền mà. À, chim. Bán chim luôn. Bán luôn. Xạo với tao. Lừa tao nãy giờ, tao giận mày rồi đó. À đây rồi, tốt. 58, mua bất khuất cái, rồi tiếp. Rồi tiếp cái nữa. Rồi mua người đây. Cái này là chút nữa mình lên được 2 sao rồi. Không sao, bây giờ thấy khỏe khỏe rồi đó nha. Bây giờ có bộ không vậy là hơi khỏe rồi đó. Đúng vậy rồi, trời ơi. Cái con kẻ gọi bão đó nó không có cái gì gọi là luôn. Trời, chưa kịp thả bơm là máy bay chết rồi. Thôi rồi, thằng này thằng đầu quảng, mất 13 máu. Cái thằng kia nó phá mình xong nó chết luôn. Sao thằng nó hại thiệt luôn, đúng báo hại luôn. Chết rồi, bây giờ không có cái gì hết nè, mình phải roi tiếp thôi. Kết. Cái gì vậy? Sao mày không nâng cái con này mà mày nâng cái con ở ngoài? Cái con này có đồ mà. Giỡn mặt với tao. Thằng. Mình tưởng là nó nâng cái con ở trong hay giờ nó nâng cái con ở ngoài. Bó tay luôn, lỗi game. Mấy lần đá luôn, được. Đó, mình có 2 cu quay nha. 2 cu quay. Cái bộ này hay là phải kết hợp với lại cái con người hát thánh ca mà mình không thèm luôn. Mình chơi bộ Raken thể hiện cho bạn xem. Cứ yên tâm, mặc dù thua lúc đầu nhưng không sao, chắc chắn mình sẽ gánh được. Mình còn mất cái này, trời, mình còn 17 máu, 16 máu. Cơm bách chăng. Chứ sao, mình sẽ lấy một con ra để mình nâng cấp luôn. Mình nâng cấp cái này trước rồi đã, mình nâng cấp luôn. Bây giờ là cái thời gian phải xài tiền nè. Bây giờ là cái mốc quan trọng nhất là sẽ phải xài tiền nè. Chỉ cho các bạn nè, một cái cheat rất là hay luôn. Mốc quan trọng của xài tiền. Bây giờ phải xài tiền luôn. Để cô quay vào xong rồi bắt đầu nè. Mình sẽ sử dụng hết cái số lượng tiền này để mình mua những cái con mà mình cần. Đùa nhau. Kẻ gọi bảo rồi sao? Trời, không sao, 2 cu bay là có thể đép được, yên tâm, chắc chắn đép được. Nè, bây giờ là cái quá trình combat của mình sẽ bắt đầu. Nãy giờ là mình nhịn thôi. Khát bọt liền, khát bọt lắm, không được đâu. Trời ơi, chết liền. Ok, thắng thằng này là thằng hạng tư, cũng được. Tạm ổn, nhưng mà dù gì trò Việt Nam đồ dữ ha. 58 máu này chắc đang chửi. Ồ, Hama mày gà, xạo xạo. Là video nè, cơm bách cho mày coi nè. Ok, các bạn để lại cho mình một like đi. À, ôi, được. Tiến quá hai cái này lên. Này. Bây giờ là cú bay là phải mua cú bay. Cú bay phải lên 3 sớm mới được. Bây giờ như vậy là đủ đép. Như vậy là mình khẳng định với bạn mình đủ đép rồi. À, đủ đép luôn, khỏi nói nhiều. À, chắc chắn là mình đủ đép rồi.
Cứ tin tưởng mình, bạn bạn yên tâm, chắc chắn là mình sẽ cơm bách được. Mình mặc dù mình còn có 21 tiền thôi, mỗi round mình sẽ có 7 tiền à, nhưng mà mình chắc chắn mình sẽ có cái chuỗi thắng. Mình nãy giờ mình có xem nhẹ qua đội hình tụi nó rồi, mình đánh giá được cái sức mạnh rồi. Không, mình chơi riết mình quen rồi, mình không cần gì hết á. Quyền trung tạp thuật được. Áo giáp hoàng gia được. Áo giáp ngực hoàng gia này mình sẽ cho mấy con tăng. Quyền trung tạp thuật mình sẽ lấy một con đam nào đó, như là con đam thì chắc là mình cho con kẻ thì gọi bảo đi. Chứ cu bay thì đam nó mạnh là biết chắc rồi. Kể gọi bảo đam nó bây giờ nó hơi yếu, nhưng mà mình phải vào nó mới hay. Mấy bạn cứ yên tâm. Yên tâm đi, không có cái gì phải lo lắng hết. Bây giờ nó cho như vậy thì mình không thèm mua luôn. Không thèm mua bất cứ con nào luôn. Rồi ra gặp con nào mình cần mới được. Không gặp luôn. Để tiếp luôn, tiếp nữa luôn, nữa luôn, nữa. À, kẻ săn mồi. Cu bay khóa lại một tên, được. Gateway này, thằng này nó yếu hơn mình nữa. Nó có còn 14 máu mà nó gặp mình là nó xua luôn à. Tốt. Vừa đẹp. Cua bay hay mà không chơi cái trận này nó mới sướng. Chơi cái trận này nó mới sướng chứ gặp mà nãy giờ chưa chơi mà kiểu như hai duo là coi giờ là sắp xong rồi á. À, trận này sắp xong rồi mình thua rồi đó. Nhưng mà không sao, bạn yên tâm, mình chắc chắn là bây giờ mình sẽ comeback lại. Không, nãy giờ thắng hai round rồi. Nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ lấy cua bay ra. À, quên, cái này nó không giống như cái kia, phải mua cua bay cái. Cua bay nữa, lấy cua bay nữa. Cua bay 3 sao chăng? Cua bay 3 sao nè, kẻ tàu bão nè. Mình sẽ để kẻ tàu bão vào, lấy con Godzilla vô. Đó. Cua bay 3 sao nha. Mình còn 3 tiền, hết tiền round này thì cũng hơi khó khăn nhưng mà cứ yên tâm, chắc chắn mình sẽ comeback được. Bạn yên tâm đi, mình có cái mình cảm nhận được cái game nó nói với mình là mày comeback được thôi, yên tâm. Trời ơi, nhờ anh đồ ha, dữ dằn nè, thả nè, ôi cắn nuốt ha, cắn nuốt nè. Ôi ôi, đau dữ vậy. Ôi nguy hiểm dữ nha, cái này không ổn rồi, chết rồi, nó nuốt cái con kẻ gọi bảo của mình rồi. Mày xạo hả, win rồi. Ôi, cua bay gây được 4.000 DPS một round nha, được 4.000 DPS. Tạm thời bây giờ thì... Úi, được, kẻ gọi bảo, mình có thể kể lên kẻ gọi bảo 3 sao nha. Ô hồ, khóa mình lên cái kẻ sổ này trước xong khóa lại. Khóa lại mình lên được cái máy bay 2 sao, tàu trần dương 2 sao. Xong rồi mình có thể mua được một cái máy lăn đá. Mấy lần đá 3 sao khỏe nha. Mấy lần đá 3 sao là đúng gánh luôn. Nè, gặp anh Việt Nam, là Việt Nam hạng nhì đúng không? Để nè, coi nè, Việt Nam đánh với Việt Nam như thế nào nha. Yên tâm. Ở trong đây anh mạnh lắm. Hồi hơi. Mày nè. Thả bơm đúng rồi. Ăn bơm trồi rồi lại nhảy vô cái đường đạn. Tụi mày chết rồi, tụi bay nhảy vô đường đạn là tụi bay kiểu như tụi bay sợ không ăn no bơm đúng không, cho mày ăn no luôn. Kẻ gọi bảo 3.400 DPS được. Hai thằng đi rồi, mình đang leo từ từ lên. Chỉ mấy thằng chết, mình ở trên mấy thằng chết là được. À, mình không chết là mình được à. Tàu Tuần Dương nè, 2 sao nè, mấy lăng đá nè, đó. Bắt đầu thấy lên rồi, mặc dù mới level 7 thôi mấy bạn yên tâm, level 7 cũng được. Level mấy không quan trọng đâu, 7-8 gì cũng có thể win được. Trời, nó lên được con dơi 3 rồi kìa. Thằng đó nó sắp chết rồi mà nó cũng gắn gượng dữ à. Gắn gượng dữ dằn á, không phải tại đâu. Nhưng mà Tàu Thần Dương lên 2 sao thả mạnh lắm nha. Thả đam dữ dằn á. Ồ, không tại đâu. Ali, thằng này hạng 3. Được rồi, hạng 3 coi mày có khác gì mấy thằng hạng khác không nha. Ôi, Tùng Dương đam ghê quá. Ok, 5 trận thắng rồi, 5 trận thắng liên tiếp vậy. Mình có 2 tiền rồi, có 2 tiền mỗi trận. Trận thắng tốt ấy. Tiền lãi thì không có rồi, bây giờ hết tiền rồi, chứ hết lãi rồi.
Nếu đội hình này chúng mình cũng không cần roi nữa, mình để dành tiền thôi, mình để dành tiền thôi, mình chuẩn bị gấp 8, bây giờ không cần roi nữa đâu. Mình bỏ đồ vô chắc. Bây giờ mà bỏ đồ vô chắc giữ cái vòng này 25, nếu mà rớt được mấy món đồ ngon nữa chắc cũng ngon á, dữ dằn á. Tên 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 5 trận thắng liên tiếp rồi. Rồi cái thằng đầu bảng còn tới 74 máu luôn, mình còn có 16 máu, có bộ chênh lệch nhiều ha. Chênh lệch rồi sao, chơi mấy cái trận này nó mới đã. Chơi mấy cái trận này nó mới đã chứ mà rớt đồ. Vậy mới được chứ. Hai cao trời chính nghĩa rồi nha. Rớt món đầu tiên mới rồi. À, vậy thì có hơi quá. Thôi, một món cũng đủ rồi. Trời ơi, cái này Godzilla có rồi. Vậy sát thương tối đa giáp, kỹ năng độc nhất can thiệp tăng 10 giáp, 10 sát thương cho tấn công cho các đồng minh gần đó. Vậy mình có thể cho mấy lăng đá cũng được. Nghe bộ mấy lăng đá nó tăng giáp với lại tăng sát thương tối đa đó. Nghe bộ chân lý thiệt luôn á. Đương nhiên là đưa con này rồi. À, kẻ gọi bảo đi. Kẻ gọi bảo ổn. Thả bơm nè, ngon chưa? May hả? Trời ơi, con thiền sư 2 sao bị cu bay 3 sao nẹt cái chết luôn. Tại thật. Hay, được. Khó thắng lắm, khó thua lắm. Trời, mình là theo kiểu mà mình mà kiểu như vậy mà mình đi đóng phim đai hạt là được luôn á. Cái thằng đầu bảng nó dẫn 74 máu, thằng đó nó khó chết lắm á. Bây giờ nếu mà cái cơ hội mà mình comeback thì rất là cao, nhưng mà để hạng nhất hơi khó. Hai thằng nó mình đang trên đầu hai thằng rồi kìa, mình có 22 tiền, không thèm mua luôn, mình để 390 tiền mình mua rồi sao? Bây giờ mình tích tiền lại mới hồi đâu, mình đang có chuỗi thắng mà. Bây giờ 16 máu, bây giờ chết cũng không được, chứ đội hình này thì chết chưa chưa phải lúc này. Chưa phải lúc này. Khẳng định với bạn là chưa phải lúc này để chết, cho nên là chờ. Tạm tạm chờ một chút nữa. Ôi, nẹt à, con nẹt chết con kia liền. Hay lắm. Mày đứng trong vòng này là thả bơm mày chết rồi, sao mày chịu nổi? Vẫn đép được. No. Dậy mới được chứ. Hồi kể rồi bảo 2 con là 3 ngày 4 DPS. Bắt đầu cơm bắt lên, cơm bắt trời ơi, hai mấy kia mà nó thua thêm một ván nữa là mình lên liền á, mình lên hạng 3, hạng 4 liền á, hạng 3, hạng nhì liền á, không giỡn đâu. Để coi coi thằng này nó làm gì mình nha. Trời ơi, mấy bạn ơi, làm ơn để lại cho mình một like, trận đấu đang gay cấn lắm. Được. Kẻ săn mồi chắc chắn là có thể lên kẻ săn mồi 3 sao ha. Godzilla thì hơi ít, Godzilla bây giờ mà chưa có 2 con 2 sao thì cũng hơi khó. Mấy lần đá không có cửa lên 3 sao lắm mà. Để coi. Cũng như kẻ gọi bảo cũng có cửa lên 3 sao lắm luôn. Trời ơi, đội hình mà nhiều 3 sao vậy thì ai chơi? Ai chơi? Từ từ nha. Có 32 tiền rồi. Giờ chuỗi thắng mà mình còn là mình sẽ được, chắc cũng phải là được 5 tiền luôn rồi đó. Được 4, 3 tiền luôn rồi. 3 tiền, 3 tiền lời nữa, 5 tiền là được 11 tiền mỗi round, ngon lành lên 50 tiền, cơm bách nhanh lắm. Thả bơm. Thằng này nó có dơi ba này đúng không? Thằng này có dơi ba dữ nè. Thử coi dơi ba mày chơi lại đội hình tao không nha. Nẹt rồi. Nẹt trúng gì không trúng, trúng con Immortal, thôi thua rồi. À không, vẫn đép được. Dễ quá, 8 trận thắng. 8 trận thắng được 4 tiền, thu thập lại 3 tiền. Trời ơi, mấy lần đá. Mấy lần đá 3 sao trời. Có thể lắm nha. Mấy lần đá 3 sao nè. Một cái mấy lần đá nữa thôi. Kẻ gọi bảo, được luôn, lấy kẻ gọi bảo vô. Lấy kẻ gọi bảo vô, đây. Ôi, rồi tới chết luôn. Mấy lần đá 3 sao đó, ok. Mấy lần đá 3 sao mà có thêm giáp tím nữa. Đồ tím, một món đồ tím nè. Bây giờ mà nó bắn thì thôi khỏi phải bàn ha.
chắc chắn là bây giờ nó bắn là rất là ghê luôn rồi. Trời ơi, thằng Việt Nam này nó yếu quá rồi, Việt Nam này không có vé với mình luôn rồi. Đó, mấy thằng đá anh tiêu được rồi, đó bắn nè. Thục in. Ôi ôi. Cái gì thấy ghê vậy? Mặc dù nó hồi mana hơi chậm nhưng mà nó đầy mana, nó bắn được, thấy ghê. Hai thằng kia chết rồi. Mình nhảy lên tấp hạng dây lên, trời, từ cuối bảng luôn nha, leo một cái rạc lên hạng dây lên nhẹ nhàng. Bây giờ con tiếp theo là lên được 3 sao chắc là kẻ gọi bảo. Ủa? Được, lên Godzilla 3 sao chắc up cấp rồi đó, để kẻ săn mồi vào đó. Thời cơ đã đến, này là chín mùi rồi đó, mình phải từ từ nha. Khúc cuối này thằng nào cầm tiền là đó ngon, cho nên là bây giờ mình phải cầm tiền. Giai đoạn 30 ra, ôi thần phong 3 sao, được, Việt Nam giữ nè. Gặp tao một cái tao vả cho mày không được phát lào. Đại bác canh gác hả, đại bác canh gác. Rớt món đồ tím cũng được. Không rớt đồ. Chà, đồ đạt quan trọng giờ phút này lắm mà mày không rớt cho tao một món nào. Ít nhất phải rom rớt một món nào màu xanh cũng được. Một đam xanh cũng ngon vậy, sao có thể nào mà bỏ quên tao như vậy được. Ô hô. Để Godzilla vào. Đồ hình ngon dữ vậy, ai chơi. 26 tiền để ra sao coi nó ra cái gì. Trời ơi. À, mình vẫn còn thiếu một mét nữa để lên 4 mét, mà một mét nữa thì có thể là mình, nãy giờ nó chưa ra, mình mới level 8 một round à, nó chưa ra là đúng rồi. Rồi nó mét nó có thể ra một assassin mét, hoặc là theo kiểu ngồi bão mưa đá cũng là mét, với là ngồi nổ, mà cái mét với ngồi nổ kết hợp được nha. Bây giờ là mình có 2 ngồi nổ rồi, với thêm cái đó nữa là sẽ được 3 ngồi nổ. À, hơi căng nha. Thằng này đầu bảng. Đép được chứ? Đép được đúng không? Đép được liền. Trời ơi, mấy lần đá nó bắn một cái, nó anh tiêu lên, nó gồng lên một cái, nó bắn 10 trận thắng liên tiếp. Win à, win chặt, không thể nào chạy đâu nữa. Nhưng mà giờ thì cái thằng kia vẫn còn 74 máu nãy giờ luôn. Nãy giờ vậy, bất khuất. Hợp lý nha. Bất khuất cũng tính ngồi nổ, nếu mà ngồi nổ thì nó giảm kháng phép của đối phương. Mà giảm kháng phép của đối phương thì mấy những cái con mà đam phép của mình ở đây thì nó vô địch thiên hạ. Được. Từ từ. Mình phải suy xét một chút xíu vấn đề nữa. Bây giờ mình phải làm sao mình up cái con kẻ săn mồi lên 3 sao. Giữ cái lượng tiền lớn để chút nữa mình up 9. Giữ một cái lượng tiền lớn để mình chút mình up 9 cho nó coi bộ nó tạm ổn. Việt Nam. Đồ hình này thì mày làm gì có vé. Bích cửa nói chuyện rồi. Đồ hình này không có vé. Thả nè. Đam cực kỳ khủng khiếp rồi. Ôi nửa ống hết. Tàu Tuyền Dương nó đam có cái nửa ống hết rồi. Còn lại thì cứ để cho mấy lăng đá làm việc thôi chứ sao. À, thằng đầu bảng nó thua mình. Được. Đầu bảng nó thua mình, thua 4 con phải không? 74 máu còn 65 máu luôn. Mất 9 máu. Ngon. Ở thằng Việt Nam vẫn còn sống nè. Lì. Ok, kẻ săn mồi. Bây giờ mình có roi luôn hay là mình để tiền 50 tiền ta? Nó hơi khó cái lúc này nha. Bây giờ mà sai một ly là đi liền, tại vì 16 máu không phải là cái lượng máu nhiều để có thể mà có thể dẫn mặt được với mấy tụi này. Nó có thể lật kèo mình bất cứ lúc nào, mình đang combat nhưng mà phải có cái đà combat liên tục luôn chứ không là nguy hiểm nha. Cho nên là mấy bạn để lại cho mình một like đi, ai chưa bấm like thì để lại cho mình một like đi, ai mới vào channel của mình thì nhớ là, nếu bạn là người mới thì nhớ để lại một bấm vào nút đăng ký rồi bấm vào nút chuông để lúc mình lên video mới nhất thì bạn sẽ nhận được sớm nhất có thể nha. Nhưng mà đụng độ thằng top 1 này, nó lên cái con kim cương chữ 3 sao này nó khỏe quá vậy. Ok. Xạo nè. Sao thua được. Mạnh thì mạnh chứ mày, sao mày thua, mày thắng tao được.
À, Việt Nam đi rồi đúng không? Rồi, 12 trận thắng chuỗi 4 tiền. Lấy chứ. Hey, you got something for me? Bây giờ sao ta? Rồi không ta? Mình có 48 tiền. 48 tiền. Úp. Tàu Trường Dương, lấy luôn. Úp, kẻ tàu bảo, lấy luôn. Úp, kẻ... được. Ok, tạm ổn rồi đó. Bất khuất 2 sao, lên được luôn. Đó. Nãy giờ mình không có tăng 3 sao, bây giờ mình có một con kẻ săn mồi tăng như vậy là mình thấy nó ổn hơn rồi. Nó đỡ hồi hộp hơn rồi. Lúc nãy của mình có thể thua bất cứ lúc nào, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Khác bọt lắm rồi. Ok. Được, mấy thằng đá bắn đi em, mấy thằng đá bắn đi. Còn nhiêu là cho em hết luôn mấy thằng đá ơi. Vẫn đếm được nè. Ngon, ngon. Bây giờ mình phải dành tiền lên 9. Lên 9. Bất khuất. Ô, bất khuất. Dành một round tiền nữa để mình lên 9. Lên 9 mình sẽ bỏ con. Ui, nó có lính biệt kích 3 sao. Nguy hiểm nha, con lính biệt kích 3 sao nó khỏe nha. Bắn đam tay kinh khủng đó. Nếu mà nó được tăng tốc độ đánh bằng cái nỏ hay là cái gì mà đồ đạc rồi á, bằng cái đó ghê đó. Không đùa đâu. Nhưng mà mấy bạn cứ bình tĩnh. Đội hình mình cũng 3 sao nhiều chứ không. Godzilla thì chưa lên 3 sao thôi, chứ mà Godzilla lên 3 sao tôi quỷ diệt tôi bay luôn. Ồ ôi, cái này rau quái hả? Rớt món đồ tím nữa được không? Rau này quái này thì rớt đồ tím nhẹ nhàng, 35 rớt món đồ tím được rồi. Không cần đồ vàng đâu, đồ tím thôi được rồi. Nổ nè. Đồ tím không? À trời, quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê này nên cho cái máy lăn đá. Ờ, quả cầu pha lê này nên cho máy lăn đá. Bỏ cầu hoa lên nên cho mấy thằng đá để cho nó hình tiêu sớm. Hình tiêu sớm. Có nhiều đồ bỏ hết vô cũng được. Mà mấy cái đồ đạc này nó thật sự là cũng không có gì gọi là nhiều hết. Ok, 3 sao mà phải để vào. Có con máy móc assassin nhưng mà bây giờ không phải thời gian dành cho nó nữa rồi. Không phải thời gian dành cho nó, mình không cần tăng nữa. Mình cần một cái có theo kiểu là đam càng nhiều càng tốt. Tại bây giờ cái lượng đam nếu mà về sau mà bị thiếu hụt là dễ đi lắm, không được đâu. Thả bơm nào. Trời ơi, chưa kịp thả bơm chết rồi, vậy là thua rồi, không ổn rồi. Nguy hiểm lắm. Chưa kịp thả bơm mà chết như vậy là nguy hiểm rồi. Nổ. Cái nữa, đúng vậy rồi. Rồi thua. Nó còn cái con kia 3 sao bắn khỏe lắm. Mất 6 máu. Ôi nguy hiểm nha. Ôi nó còn 46 máu, hình như trượt trâu rồi nó cũng thua. Bây giờ up cấp thôi. Không nói nhiều nữa. Up cấp thôi. Rồi đó, để con này vào. Rồi hết nước hết cái với mày luôn rồi. Bây giờ tao còn bao nhiêu tiền là tao roi thôi. Ai, trời ơi, không ra một con Godzilla nào hết. Đùa bố mày chăng, trời ơi. Hơi căng đấy. À. Rồi nó úp được con súng phun lửa luôn rồi, 3 sao luôn rồi. Con này chơi Marine hả? Marine rồi sao? Marine mày không có đam. Ơ quên, mày không có tăng, mày chết chắc. Bộ này về sau mày không có tăng là mày chết chắc nè. Chỉ cần ăn một cái này thôi là mày chết liền. Trời ơi, nó giật kìa. Không có vé rồi em ơi. Hơi khó cho em rồi đó. À, nó còn 36 máu nữa coi, nó chết không? Mất máu không? À, chắc nó nãy nó còn 4 mấy máu đâu, giờ còn 36 máu. Mộc yêu. Mộc yêu hồi trước là con Forest Ranger, bây giờ là mộc yêu. Dịch vậy cũng được, dịch mộc yêu cũng nghe hay đấy. Bây giờ tao cần hai con Godzilla nữa. Xong Godzilla lên 3 sao, tao để một con cái máy bay vào, hai cái máy bay dồn đam. Ô, trời. Vô địch thiên hạ. Rồi bây giờ từ từ, 9 tiền mình phải để rau sau mà có nhiều tiền mà roi nó mau ra. Bây giờ 36 máu hả? 36 máu mày không để, mày không giết được tao là chắc chắn là mày thua rồi đó, thằng top 1 à. Cho nên là một là mày kết thúc tao sớm chứ không là đêm dài lắm mộng đó. Thả bơm nào. Đép được.
đáp được. Đồ hay quá, đáp vừa kịp. À nó thua mình 3 con, được 36 máu còn 29 máu, mất 7 máu đúng không? Chịu. Yên tâm, Roman sẽ bị bọn rút tới chết thôi. Trời ơi, làm hơn để cho mình một like thì mình win chặt rồi mấy bạn ơi, để lại cho mình một like đi. Cảm ơn các bạn nha. Ai mới, ai là người mới thì nhớ bấm vào nút đăng ký. À, bạn nào muốn mình chơi cái bộ nào thì nhớ cứ để lại phần comment bên dưới, mình sẽ đọc hết. Mà mấy bạn nào comment ở channel của mình thì bạn biết là mình sẽ đọc hết rồi mình bấm cái nút tim. À, mình thả nút tim vào đó. Ok. Tiếp tục nào bạn ơi. Thằng này nó không có vé rồi, nó đi bộ Marine với lại lính thủy đánh bộ với lại long shot mà nó không có tăng, nó không có tăng như vậy thì nó không chịu nổi với cái bộ của mình rồi. Nó không có tăng mà cái lượng đam của mình rất là lớn nữa, hàng sau của nó chỉ cần mà hai nẹt của mấy cái con này thôi là khó chịu liền. Lóc nè, đó. Tưng lên, rớt xuống bị choáng nè. Trời ơi. Sao còn có 17 máu vậy bạn? Nãy 29 máu mà sao giờ còn 17 máu vậy? Ảnh xong rồi, ảnh chắc chắn hẹo rồi. Được. Cho tao một con Godzilla nữa đi, cho tao lên Godzilla 3 luôn. Làm ơn đi. Cá voi. Lấy cá voi. Ủa, bão mưa đá. Bão mưa đá là có thể kết hợp với bộ ngồi nổi với lại bốn máy móc, nó hợp lý hơn không ta? Nhưng mà cái rau 40 này chắc là đép không nổi quá. Ờ, rau 40 này hơi khó đó. Đép được không? Đép được chứ hả? Lóc nè, ô, đép được. Hay. Thả bơm nữa, đúng rồi, thả bơm liên tục cho tao. Cái gì không rớt món đồ tím nào luôn á hả? Rau 40, không rớt món đồ nào. Xạo thiệt luôn á. Let's rain some rockets. À đây rồi, mình bán một con nào đó đi. Bán con này đi, lấy cái này vô. Xong rồi, đó. Bỏ cái con bão mưa đá vào cho tao. Ngon lành. Nãy giờ nó mới ra được. Ở trên hàng trước 3 con 3 sao. Ở hàng sau 2 con 2 sao, 3 sao nữa. Một đống con 2 sao ở đây. 4 mét. 4 tướng pháo vòng vây, 4 ngồi nổ, 2 không quân. Rồi còn 2 Kraken. Lúc nãy mày không thắng được tao, bây giờ đội hình tao hoàn chỉnh rồi làm sao mày thắng được. Tội nghiệp. Lúc nãy nó không thắng được mình, bây giờ làm sao nó thắng được mình được bây giờ. Khó lắm, bây giờ nó thua luôn. 11 máu này không chịu nổi luôn. Ôi ơi. Ôi, ok, mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký channel của mình. Chào bạn. Let it go.